Chào mừng các bạn đến với laptop satoshop.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một trong những mẫu laptop rất được nhiều người quan tâm trong năm nay. Chúng ta đang có mặt tại cửa hàng của hệ thống laptop satoshop. Ngày hôm nay một phân khúc 14 inch đến từ Asus ZenBook, rất đẹp và rất là hiếm có. Đây là form được thiết kế dành cho những bạn nào yêu thích đồ họa, những trải nghiệm những cái ứng dụng mới. Xin giới thiệu với chúng ta Asus ZenBook 14 Q407iQ, được thiết kế trên nền tảng ZenBook, cho chúng ta thấy rằng những cái đẹp trưng rất đẹp, như là những hình thù đường dài nè, vỏ hợp kim, và đợt này chúng ta thấy rằng cái vỏ hợp kim được kết hợp với lại một cái logo được nhúng cái màu kim loại màu đen, rất là hấp dẫn, rất là hay. Và sờ vào cái mặt capo thì chúng ta thấy là nó có cái độ kim loại rất là sang trọng. Tất cả những cái form ZenBook tạo ra đều gây ấn tượng cho người dùng rất là nhiều vì cái cách thiết kế họ tạo ra rất đẹp. Nó đẳng cấp, nó gọn, sang, nhẹ. Đó là những cái yếu tố mang lại giúp cho người dùng cảm thấy yêu thích ở cái dòng ZenBook mà Asus mang lại. Chúng ta đều thấy rằng vài năm trở lại đây thì Asus rất nổi tiếng trên các thị trường, ngay cả châu Âu, châu Mỹ cũng như là tại châu Á thì các bạn trẻ rất rất đam mê. Bởi vì đơn giản Asus tạo ra phân khúc nó vừa tiền, như chiếc laptop này. Một cái form rất là mới, chỉ tầm 18 triệu là chúng ta đã có ngay một chiếc laptop rất đẳng cấp rồi. Ở đây chúng ta thấy là một cái camera được thiết kế rất tinh xảo. Một cái form 14 inch nhưng mà chúng ta nhìn nó rất là gọn nhỏ, nó form form như cái form 13.3 inch. Ở đây là cái khung nano rất là cứng cáp. Bên dưới bàn phím chúng ta thấy rằng cái logo được nhấn nhá trên một cái đường line màu kim loại bật sáng lên. Còn lại cái phần bàn phím với lại đây để chuột thì nó cùng có màu xám. Điểm đặc biệt nhất ở cái dòng này là có CPU và cả đồ họa. Một lát chúng ta sẽ bàn sâu về cấu hình. Đầu tiên chúng ta hãy xem sơ qua các chức năng, công năng của chiếc laptop. Theo như hãng nói thì chiếc laptop này hội đủ được các yếu tố công nghệ rất là mới như là bảo mật bằng IR, có nghĩa là bảo mật bằng trực tiếp từ camera quét mặt chúng ta để nhận dạng thay vì chúng ta bảo mật bằng tay. Điều này cũng là khá thú vị ha. Ngoài ra thì chất lượng dòng này là chất lượng được đánh giá rất là cao bởi tiêu chuẩn quân đội Hoa Kỳ. Ngoài ra thì Wi-Fi của họ cũng đạt cái hiệu quả là Wi-Fi 6 mạnh, có nghĩa là hiện tại là Wi-Fi 6, cái tên gọi là như vậy, nó gọi là bắt sóng tốt nhất hiện nay, mới nhất cũng đã được ứng dụng vào đây. Nếu như bạn nào yêu thích các ứng dụng từ robot ảo cửa Alexa hay là Google Assistant ấy, thì trong máy này có tích hợp sẵn Alexa để hỗ trợ chúng ta khi chúng ta hỏi. Nhưng mà Alexa thì hiện tại chỉ hỗ trợ cho tiếng Anh chứ chưa có sử dụng qua tiếng Việt nha. Nên nó có đó luôn. Nhưng bạn nào muốn trải nghiệm thì về tiếng Anh thì chúng ta có thể cài thêm cái phần Alexa đã tích hợp được trên Asus này rồi. Chúng ta xem sơ qua về các cái cổng máy. Đây là một chiếc laptop rất hỗ trợ tốt cho văn phòng, cho nên chiếc laptop được hỗ trợ rất là nhiều cổng thân thiện. Một cái đầu sạc USB, một cái HDMI, một cổng USB-C khá hoàn hảo. Mặt trước thì không có cổng gì. Bên phía bên phải một cái đèn tín hiệu CPU, một đèn báo pin, một cái micro headphone jack 3.5 ly, một cổng USB 2.0 và một cái micro SD để ghim thẻ. Ở đây chúng ta thấy rằng cái mặt capo A khi mà đầy lại thì nó sẽ lip bằng, khi chúng ta mở ra thì nó sẽ đẩy cái phần B lên trên để trồi lên cái phần những cái tản nhiệt giấu vào đây, nó toạt ra bên trước chứ không phải là đi phía sau nữa. Thì điều này nó sẽ cải thiện cho cái độ mát cũng như là mọi thứ phía sau. Ở đây chúng ta thấy rằng mặt sau cũng có thêm một dãy để cho tản nhiệt cho máy. Đây là hai cái nơi loa. Trong phân khúc tầm vừa phải, nó không quá cao, 16, 17, 18 triệu thì chúng ta có thể tin tưởng rằng đây là một trong những mẫu rất rất ưng ý. Hiện tại chiếc laptop này đang sử dụng CPU là AMD Ryzen 5 4500U, trong máy đang sử dụng RAM 8GB và 8GB dòng DDR4 rất mạnh nhé. Và với cái ổ cứng trong máy là 256 dòng SSD M.2 SATA. Và máy đang có sẵn tích hợp màn hình Full HD, công nghệ mới. Chúng ta test thử đoạn video xem hình ảnh âm thanh của máy như thế nào.
Đặc biệt nhất thì ở đây là chiếc laptop này có thời lượng pin cũng khá hoàn hảo, rất là cao. Trung bình là từ khoảng 4 giờ đến 6 giờ. Nên chúng ta cũng an tâm rằng là nó sẽ đáp ứng rất là hoàn hảo cho một buổi làm việc chúng ta mà lỡ chúng ta không. Chúng ta có thể thấy rằng màn hình của máy khá hoàn hảo. Những cái điểm ánh sáng, cái độ trung thực của màn hình rất là tốt. Chúng ta sẽ tăng âm thanh lên tí xíu. Những cái điểm màu xanh, những điểm màu trắng là chúng ta biết được cái chính xác là cái độ trong, độ rõ của màn hình. Với công nghệ màn hình mới giúp chúng ta có những trải nghiệm nó trung thực hơn. Và đây là màn hình Full HD. Chính vì như vậy hãng tích hợp được hai điều quan trọng nhất là đây là cái dòng AMD Ryzen 5 đi đôi với cặp màn hình là GeForce MX 350 2GB. Nó giúp chúng ta an tâm rằng chúng ta sẽ dễ được những ứng dụng đồ họa một cách rất là hoàn hảo trên một chiếc laptop rất là thon thả nhỏ gọn như thế này. Để thiết kế những cái dòng laptop vừa thời trang vừa đẹp mà vừa tích hợp được cả cái kẹt đồ họa là cả một vấn đề. Điều này là điều rất là rủi ro và rất tốn kém, cho nên là hầu như là rất ít hãng dám làm những cái tiên phong này. Trên chiếc laptop này như tôi đã nói thì chúng ta có thể thấy rằng hội đủ được rất là nhiều yếu tố mà chúng ta ngoài mong đợi: bảo mật cao, RAM đủ, ổ cứng tốc độ cao, rồi các màn hình tiêu chuẩn mới, wifi mới, tất cả cổng kết nối khá hoàn hảo cho một chiếc laptop phân khúc vừa phải tiền. Tại laptop Tech Shop chúng tôi rất yêu thích bán những dòng sản phẩm đến từ Mỹ, châu Âu. Trước đây chúng tôi bán rất là nhiều sản phẩm của Nhật nữa. Thì chúng tôi đánh giá rằng những cái tiêu chuẩn ở cấu gia trên nó có luôn luôn đạt độ bền cao hơn. Cái chất lượng nó ổn định hơn so với hàng thị trường rất là nhiều. Thì khi chúng ta test, ta sử dụng một thời gian, chúng ta sẽ cảm nhận cái độ mượt nó mướt hơn. Chân tôi thọ của dòng máy nó cũng ổn định hơn. Trên chiếc laptop này thì chúng ta thấy rằng nhẹ là một trong những yếu tố rất quan trọng. Ở đây chúng ta mặt sau chúng ta thấy rằng một cái dòng chữ ZenBook Series. Hệ thống tản nhiệt khi gặp lại chúng ta mới thấy rằng nó tản nhiệt ra phía này. Chúng ta mở lên thì nó lên phía trước màn hình rồi. Rất là hay. Luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua tất cả sản phẩm tại shop. Khi mua hàng thì bạn sẽ được hỗ trợ bởi các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi. Hỗ trợ trong việc từ khi mua hàng cho đến khi thành thạo trong việc sử dụng, cũng như là hỗ trợ trong việc các khâu kỹ thuật. Và sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ các bạn khi cần thiết nhé. Chúng ta có thể đến trực tiếp tại shop theo địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để xem và tham khảo và trải nghiệm các ứng dụng trực tiếp tại nơi này. Chúng ta có thể mua trả góp với lãi suất 0% bằng cách sử dụng thẻ tín dụng. Ngoài ra thì bạn có thể thanh toán bằng thẻ, tất cả các loại thẻ ngân hàng từ Việt Nam cho đến nước ngoài, ví dụ như Visa hay Master. Nếu như các bạn ở xa hơn mà không có điều kiện đến shop được, vẫn có thể mua hàng online khi các bạn đặt hàng tại website chúng tôi hoặc là gọi qua hotline của chúng tôi, đó là 090 33 44 188 hoặc là 0908 115 124 để được hỗ trợ tốt nhất. Tôi rất mong được gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn có nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong tương lai. Xin cảm ơn.